Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là một năm với nhiều biến động, khó khăn, thách thức và rất nhiều nỗ lực đối với thành phố Đà Nẵng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020 trên địa bàn thành phố do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng bình chọn. Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn, là đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống. Đại hội bầu ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội lần thứ 13 của đảng tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố, đóng góp vào sự thành công chung đại hội lần thứ 13 của đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết này được đánh giá sẽ giúp thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là bộ máy chính quyền hoạt động năng động, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Để cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội, Bộ Nội vụ đã chủ trì soạn thảo nghị định của Chính phủ về quy định và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. Trên cơ sở dự thảo nghị định, các đơn vị địa phương của Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để bàn thảo và giải quyết các vướng mắc bất cập trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Với việc thực hiện thí điểm theo nghị quyết 119 của Quốc hội, Đà Nẵng dự kiến sẽ tinh gọn hơn 1.400 biên chế cho các chức danh Hội đồng nhân dân cấp quận, phường. Năm 2020, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đồ án định vị chiến lược Đà Nẵng là một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, một cổng vào của hành lang kinh tế Đông Tây và là trung tâm du lịch, dịch vụ, trung tâm kinh tế biển của Đông Nam Á, đồng thời là ngôi nhà mơ ước của tất cả công dân Việt Nam. Về định hướng phát triển không gian, cấu trúc đô thị Đà Nẵng được điều chỉnh từ đơn tâm thành phát triển đa cực, chia thành 3 vùng đặc trưng, gồm vùng ven mặt nước, vùng lõi xanh, vùng sườn đồi và một vùng sinh thái, thiết lập 2 vành đai kinh tế về công nghiệp công nghệ cao và cảng biển logistics, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 4 cụm việc làm ưu tiên tập trung. Đồ án điều chỉnh quy hoạch kỳ vọng đưa thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn, theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Dấu ấn đáng ghi nhận của Đà Nẵng trên lộ trình xây dựng thành phố thông minh đó là Đà Nẵng vinh dự là thành phố duy nhất đoạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020. Đây là giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các thành phố đô thị của giải thưởng năm nay. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn xuất sắc giành nhiều giải thưởng lớn ở các hạng mục thành phố thông minh gồm thành phố dịch vụ công thông minh, thành phố hạ tầng số thông minh và thành phố hấp dẫn khởi nghiệp sáng tạo. Đây được xem là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực không ngừng của thành phố Đà Nẵng suốt thời gian qua nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các ứng dụng thông minh, qua đó đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, từng bước hiện thực hóa đề án xây dựng thành phố thông minh tại địa phương. Năm 2020, Đà Nẵng trải qua 2 đợt bùng phát dịch COVID-19 với tổng cộng 395 ca bệnh. Trong đó, đợt thứ 2 vào cuối tháng 7, Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước khi ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19 và đã có 31 trường hợp tử vong. Có tổng cộng 60 điểm nóng được thiết lập vùng cách ly y tế. Với sự hỗ trợ từ Trung ương, các chuyên gia của Bộ Y tế, các địa phương bạn, Đà Nẵng đã nỗ lực huy động sự chung sức của toàn hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng của toàn dân, triển khai nhiều biện pháp ứng phó quyết liệt, sáng tạo, mạnh mẽ, chủ động, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân, thiết lập các cơ sở cách ly, khoanh vùng các ổ dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị, áp dụng cách ly xã hội cùng nhiều biện pháp khác được triển khai. Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo tiền đề để thành phố bước vào trạng thái bình thường mới, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép.
năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, song công tác thu hút đầu tư vào Đà Nẵng vẫn khởi sắc. Thành phố đã thu hút 73 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 123 triệu đô la Mỹ, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án vào khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 60 triệu đô la Mỹ và hơn 2.200 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2019. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án và quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần về vốn so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, thành phố có 876 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ, có 703 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 147.000 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho người dân có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ trả nợ tiền đất tái định cư theo Nghị định số 79 của Chính phủ, ngày 29 tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 3212, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội 250 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, trong đó 200 tỷ đồng cho các hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư, vay trả nợ đúng hạn và 50 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải tỏa vay để xây dựng nhà ở với lãi suất 4,8% một năm trong thời hạn 10 năm. Đây là chủ trương mang tính nhân văn, phù hợp, kịp thời của thành phố nhằm giúp người dân thuộc diện nợ tiền sử dụng đất tái định cư quá hạn 5 năm được trả nợ theo đơn giá cũ. Vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học, triển khai dạy học trực tuyến ở tất cả các bậc học, ngành học, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2020. Đặc biệt, cùng với cả nước, ngành đã triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới đầu năm học 2020-2021. Các trường học đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc triển khai thực hiện chương trình như đảm bảo tỷ lệ phòng học, lớp để 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi một ngày, lập danh sách bố trí giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 đủ năng lực và phẩm chất, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. Năm 2020, Đà Nẵng đã khởi công trình vườn tượng APEC mở rộng với tổng số vốn đầu tư hơn 759 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng khi được thực hiện từ nguyện vọng của đông đảo người dân và sự nỗ lực của chính quyền thành phố. Công trình vườn tượng APEC mở rộng sau khi hoàn thành sẽ tạo nên không gian công cộng với những mảng xanh bên bờ sông Hàn, nơi diễn ra các hoạt động kết nối người dân thành phố với nhau, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa du lịch mang nét đặc trưng riêng của Đà Nẵng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2021. Cùng với hai đợt dịch Covid-19, trong năm 2020, miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng gánh chịu những đợt thiên tai vô cùng khắc nghiệt. Đà Nẵng nằm trong phạm vi ảnh hưởng mạnh từ các đợt bão tại Biển Đông cuối năm, đặc biệt là siêu bão số 9 Moley và siêu bão số 13 Pamco. Để ứng phó với thiên tai và thời tiết khắc nghiệt, Đà Nẵng đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Chủ động di dời dân khỏi khu vực trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở cao trước khi bão đổ bộ, xây dựng các phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Nhờ vậy, trong năm 2020, đời sống người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tương đối ổn định, không có thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do thiên tai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi 10 sự kiện nổi bật trong năm 2020 của thành phố Đà Nẵng do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng bình chọn. Kỳ vọng rằng thành phố sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả, thành tựu trong năm 2021.